Một ngày trước khi đổ bê tông. Bây giờ mày ở lại luôn hả? Có gì nhà không? Ở lại suốt luôn. Sàn đây giống như sàn công trình luôn, công trình cao tầng luôn. Hả? Sàn thiết kế ghê vậy. Thật bự. Ủa phi 12 hết hả em? Dạ phi 12 hết. Bà hình ngày nay có gặp anh Vinh đường các số không? Sáng em lại chưa chưa, ngay giờ em lại, chiều mới lại, anh với vợ mới lên đây. Có leo sàn luôn hả? Mới xuống. Anh ở đây bao lâu rồi? Từ đầu tới giờ luôn hả? Từ từ đầu cuối năm gì cười có hết rồi. Chưa về nhà lần nào luôn hả? Từ lúc vô làm móng tới này hả? Đâu, ở từ Tết vô 16 nè. Bây giờ là anh đi được không? Hả gì anh? Điều xác hả? Đúng không? Mới xuống. Kịp không anh? Mai bơm mấy giờ vậy đã? Quá đẹp. Ôi trời ơi. Cái bữa nay tóc mày nhậm đó. Đó luôn hả? Khỏi nhậm. Thành sưng tóc đó luôn. Cột kìa, cột đó đẹp quá. Cột đó quá đẹp. Cột cao bao nhiêu vậy? 46. Đấy là trừ dầm là còn 46 hả? Tổng là bao nhiêu chục cây? Ở dưới cạnh 52 cây đó. Cái dầm này là thả làm sao? Bô từng cây một hay là bô trên rồi thả xuống? Nó bô dưới bờ lên. Bẻ trước xong rồi vô sân đây rồi từng cây vô. Là thỏ từng cây vô. Từng cây vô. Chiều cao tổng thở là càng vô. Chiều cao từ đáy lên dầm giữa dỗ mà sâu nhất là 8-9. Đù. Cao hơn người hả? Thì ơi, không hộ chứ. Rồi sao bô sao bộ? Cái này tổng chiều sâu đây là hơn 1m85 hả? 1m9 luôn đó. Này yên tâm rồi đúng không? Gông cùm là yên tâm rồi phải không? Chứ đây là bê tông ướt là nặng kinh khủng luôn nè. Tổng cũng bà tóc cày bà tóc cày. Mặt đây là nhìn uy tín rồi nhưng mà mặt kia không thấy. Mặt kia là sao? Có gông tương tự vậy không? Thì ở trong sao quay vậy thôi chứ. Công ty mà. Mày dùng cái gông cột gông luôn á đúng không? Ở trong có sắt cái nữa. Có gông sắt ngang ở trong luôn. Dễ là mai mốt là tháo cơm là mấy cái tiên ngang bỏ hả? Bỏ. Dàn cốc qua dàn cột mình uy tín quá. Bác bố. Dạ. Bố mới qua. Dạ con mới xuống. Bố leo luôn á hả? Hả? Cái thang này mình chưa đổ được phải không? Công việc đổ bê tông được thực hiện một cách cẩn thận,
Từ giai đoạn kiểm tra mác bê tông đến những khâu đầm dùi, so mịn, đảm bảo cho việc trải đều và nén chặt bê tông. Do mặt sàn có diện tích khá lớn nên tổ đội lưu ý đổ tới đâu sẽ tiến hành công tác tưới nước, phủ vải bố làm ẩm tới đó để bảo dưỡng, đảm bảo độ liên kết tốt nhất cho bê tông. Đội ngũ đã làm việc cùng nhau nhịp nhàng, tuân thủ quy trình và biết cách ứng phó với các tình huống bất ngờ. Kết quả là đã tạo được một sàn bê tông chắc chắn, láng mịn, tạo điều kiện lý tưởng cho các công đoạn xây dựng tiếp theo của biệt thự tại An Giang. Bạn có thể xem thông tin chi tiết của dự án tại website nhalui.com hoặc có thể gọi ngay hotline 0909 50 3838 để được tư vấn, báo giá về thiết kế xây dựng.